Cái cây này là vườn nhà Phượng hay xài nè, mà năm nay mình đâu có xài nó nhiều nữa không. Có, mình có xài, xài Năm chứ nay mình sao. xài mấy cái vàng thông minh nhiều. Mấy chị ơi, mấy chị, cái xịa này là 4 đồng 25 cent nè. Đó. Thấy khi thấy mình quay video đó, mình hay cầm cái xịa đó là mình mua đây. Đây là Gì các con? bạn. Cái loại dây này sang cũng có xài ha. Nhà mình uống những cái cây mà theo ý mình á, làm dạng bonsai á. Mến chào cô chú, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh An Tánh California Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Phượng với Sang đi tiệm Daiso nha. Mình đi tiệm Daiso ở Union City nha cô chú anh chị. Gần nhà mình thôi, kế bên là chợ Marina ha. Kế bên nữa có tiệm bánh rất là ngon. Chút xíu nữa chắc khé vào tiệm bánh mua miếng bánh quá. Chào Bảo với Thường nha. Nhiều khi đang nói cái tự nhiên cái nó quên ngang lãng xẹt vậy đó. Ây da, ây da. Tới đây nè cô chú anh chị. Ây da, oh my god. Tiệm đây sau cái bên chợ mẹ đi nè, nó không biết mẹ có mua gì không ta. Không biết mẹ đi sau dê chắc mẹ có mua đồ lo gì. Nè, mời. Chào ông bà cô chú đi con. Chào ông bà cô chú. Đứng lại đợi ba, nắm tay ba đi, không có đi một mình. Mới có 10:40 chứ nhiêu mà nắng quá chừng nắng luôn cô chú anh chị ơi. Trời mùa thu mà hai tuần nay nắng lên cả 100 độ không á. Sang phải tưới cây ngày 2 lần để thôi mấy cây nó chết. Đam mê trồng cây. Hai cha con đi rồi coi thấy thương hết sức không. Quay vậy quay chúng với tụi nhỏ làm kỷ niệm luôn cô chú anh chị. Mình thiện ngại già, con mình ngại lớn. Wow, hôm nay đây sò bán đồ trang trí Halloween nhiều quá ha. Dễ thương chưa. Ông hút cũng có hình Halloween nữa nè. Rồi móc khóa nữa nè. Ôi, đủ thứ hết. Bày đủ trò hết á. Vậy cho mấy em nhỏ mê mê chứ. Rồi, thôi đi trước đi. Bia Bia đâu? Bia. Ờ, đúng rồi đó. Trời ơi, cái quầy hàng đồ Halloween kìa. Quá chừng luôn. Đây. Cái loại này nè cô chú anh chị, trà gừng nha, uống giải cảm rất là tốt. Trong đây là có mật ong nữa nè, một hộp thì họ bán nhiêu, 4 đồng 50 với cô chú anh chị cái loại trà gừng này. À, để Phượng coi cái này của ai, hình như là chắc của Nhật quá. Nhà mình cũng có mua cái loại này uống mà cái hiệu khác một chút. Người hai cho con đi tới đâu rồi. Mấy cái ly này dễ thương quá, 3 đồng 25 sen cho một cái. Các bạn mình có cần không thấy. Các bạn mình có cần mấy cái xô mà đi chắc cơ chi không? Ở đây họ bán nha. Họ bán nhiêu cái đây không biết nè. Chắc đồng đồng rưỡi quá, không thấy giá là chắc đồng 75 sen cái. Ở đây đồng 75 hết đồng rưỡi. Cái xô chắc cơ chi nè, cho mấy em cầm dễ thương. Anh tính mua cái ly đậy nắp lại để làm gì anh? Em đi chơi hãng thì đi pha cà phê rồi, cái này hết cho cả giấy rồi. Sắp tới Halloween đi đâu cũng tràn ngập không khí Halloween hết trơn. Trong đây thì họ bán mấy cái đồ linh tinh nhiều lắm, mình cần thì mình vô đây mình mua. Họ có để cái bảng giá nè các bạn. Cái bảng giá này là tỷ mình thấy là 150 thì với lại 165 thì giá nó từ là 2 đồng 25 ha. Còn 200 thì giá nó từ 3 đồng 25. Thôi cái đó nhà mình có mà không anh có mua mà. Anh quên rồi đó, anh có mua á. Anh có mua. Mấy cái chung này nè, mình mua để mình đổ bánh lăn sướng lắm các bạn. Nhìn thấy thương đẹp nữa. Đồng 75 sen cái à. Đi xuống, anh đi trước em đi sau.
Vô đây mình thấy mấy cái này mình cũng mê lắm, nhưng mà nhà mình thôi quá chừng nhiều, mua về để tùm lum tùm la quá chừng luôn. Rồi mấy cái chén này dễ thương không? Mê lắm luôn. Mấy cái thớt đó, mấy cái thớt để làm kiểu để đồ ăn lên thôi. Đâu có nào vậy? À, nó cái con thỏ này À, mà làm ém cơm. thành cục cơm á. Đây nè, cái này cũng ém thành cơm nè con. Ừ. Mua mua cái này nè. Nó muốn ém thành cơm để tránh giữa ăn nha. Ờ vậy đó hả? Muốn hả? Rồi, ăn đi. Lên. Đúng rồi, cái này nè, dắt ra cơm nè. Lấy cái này đi. Nó Về nằm lại làm sushi cho ăn. là một cái gì cục đây mà. Vậy đó hả? Lên bóp cái đống nè, thấy không? Ừ. Tại đi vô đây là đúng lúc rồi nè. Cái Mua về gấp rác. này cho cô chú mà lớn lớn tuổi mình không lên không xuống khó đó anh. Còn lớn gì Ừ. anh bây giờ cũng không Thế mua mình gấp rác nó dễ. 500 là nhiêu vậy? Mấy đồng á? Con lấy Kìa, cây. giá đằng kia kìa, góc đằng kia kìa. Chắc mua 2 cây đi. Ở trước 1 cây, sau 1 cây. Hai cây có hai màu nè, không lấy hai cây màu Thôi hả? thôi lấy một màu. Đó 500 nè, 500 là nhiêu để em coi coi. Đây giá kia nè. 6 đồng rưỡi. 6 đồng rưỡi một cây. 6 đồng 25. Giờ mình À, con xuống quay này cái nha, có khu đậu. hàng làm vườn đi. Thôi có đậu nè. Mấy chậu này có nha. Ồ, cái Đó. dạng như cái có hơn khách mua. Mấy cái chậu này nè, cái chậu này là bằng sành á, mấy cái chậu này á, mình mua mấy cái chậu cây ở trong lô hoặc không biết bồ á, mấy chậu cây mà Phụng nói nó có đất có trống đó, cái mình về mình cho vô cái chậu này. Trưng lên bàn thờ, nhìn nó đẹp mà lâu tàn nữa. Nhà mình thì làm theo cách như vậy á. Con gì à, mấy cái cây này đang quá trời nè, một đồng chắc đồng 75k một cây đó, rẻ hơn trong hôm mấy bồ luôn, cây nó đồng 75 á. Cái cây này là vườn nhà Phượng hay xài nè, mà năm nay mình đâu có xài nó nhiều nữa anh. Có mình có xài xài Năm chứ nay mình sao, xài mấy cái vàng thông minh nhiều. Mấy cây này ở trong là bằng sắt, ở ngoài là bằng mũ á, lỗi trong bằng sắt xài bền lắm nha cô chú anh chị, bền hơn những cái cây mà bằng bằng tre ha. Nói tới đó là quên nữa rồi đó. Còn mấy cái vàng này nè, vàng này là cho mấy cái dây leo đồ mọc mọc xung quanh cái vàng ha. Còn cái này là trồng bông nè. Mấy cái này mình trồng bông nhỏ 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 rồi được đi đâu nè. Đây bán cái gì tùm lum hết trơn nè. quân Rồi. đồ Mấy cái đồ trang trí nhìn dễ thương chưa? Mấy cái này mấy em nhỏ mình đồ thích lắm. Cắm cắm lên nè, thích lắm. đi đâu Còn mấy cái này là mấy cái thác nè, mấy cái để mình gắn cái thác lên cái cây để mình nhớ ha. Mấy cái bình xịt để mình tưới hoa nữa nè. Rồi mấy cây kéo nữa. Rồi cái kéo này cũng bén quá nè, nhìn tốt nè, nhìn nó chắc chắn cái cán mình. Bữa nay đồ làm vườn ở đây cũng nhiều rồi chứ. À, bữa nay là làm vườn nhiều anh. À, mấy cái Nhà sạn cái nữa đó nè. mùa đông rồi đâu có làm gì nữa đâu. Mấy cái sạn này chắc đồng 75 cent cái quá. Mà thường á thì Phượng thích mấy cái sạn này hơn. Mấy cái sạn mà luôn cái cán bằng sắt vậy nè, nó không có bị sụt xịt cái cán. Còn cái cán mà bằng nhựa vậy nè, cái lâu ngày mình xài với hay sụt xịt lắm. Cái lỗ này chảy làm rẫy nè. Sao mà làm cái lỗ đi trồng xuống. Cái này là kêu bằng màng phủ á cô chú anh chị. Ừ. Hồi xưa má mình ở dưới quê á, má mình cũng làm rẫy đó. Thì xài cái màng này nè, cái màng này là màng phủ á. Mình trải lên để cho mà cỏ nó đừng có mọc lên ha. Rồi những cái cây này mọc lên vậy nè. Ở bên đây họ cũng có bán. Cái này là 300, 300 này chắc khoảng là 2 đồng mấy quá. Rồi mấy cái dây nữa nè, cái kẽm nè để mình cột nè. Bao tay làm vườn nữa, ở đây bán nay về nhiều quá chứ. Này chạy để cho Anh mấy con này chạy để cho mấy cái con insect rồi nó đừng tới mấy con giống như con bơm nhỏ 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 mấy con insect á. nó tới nó còn ăn mấy cái cây mình gieo mầm á, Trải lên gì nè. dãy ngay xung quanh gốc. Trời ơi không cần á. Cái này là để Cho cái chậu mà nhỏ mấy cái thôi, chậu nhỏ thôi, để cái bánh xe mình đẩy đi nè, cho nó mấy chậu lớn nó chịu nổi. di chuyển cho nó dễ ha. Nó có loại vuông với loại tròn luôn á. Xem mấy cái mành tre nè Này mua về cất nhà che được. anh. Rủ sang đó, ở phía sau còn chỗ đất chỗ trống trống đó, mua mấy cái mành tre này về cái mình cất nhà chòi.
cuối tuần cái ra đó nấu cơm kho cá, nhưng mà phải có mấy cái chai lớn thì mới cắt được nha. Cái này là mấy cái mạng thôi. Ừ. Nói vậy thôi chứ mùa đông lạnh muốn chết ra đó. Rồi chỉ mua được hai cây cốc rác thôi bảo. Bạn mình mà có đăng len thì trong đây họ có bán mấy cái cuộn len nè, đồng 75 sen mua cái. Đồ cái chén gì đây không? Ừ, đi kiếm mua luôn anh ơi. Đây nè em, đây nè. Cái nào mua đây nè Phượng? Mua làm gì vậy? Biết nó, cái nhỏ. Trời ơi, thấy cái hình này khủng long đó mà. Thôi mua để đầy nhà con ơi. Thôi có cái gì không? Con cọ sẻn rồi dây kẽm rồi đó nè, mấy cái này nè, mấy cái em nhỏ mình nó còn nhỏ đó, góc bàn này là mình để mình chắn mấy cái góc bàn để cho nó đừng có bị va vào đầu ha. Mấy cái em mà mới tập đi, nhất là mấy em mới tập đi đó, cần cái này lắm. Mua mấy cái ống khóa số này khóa vali được nè, nếu mà ai đi du lịch, nếu mà các bạn mình mà đi Việt Nam hay đi du lịch đó thì mình mua mấy cái ống khóa này nè các bạn. Lần trước mà gia đình mình về Việt Nam mình cũng mua mấy cái ống khóa này nè. Nhưng mà có mình mua là tụi hải quan nó bảo được, khá là được thôi. Anh mua cái bàn chải bằng sắt đi anh, để về mà mình cái này để uống cây nè, trong kiển dây dây kẽm cuốn cuốn uống cây để trong kiển. Đây nè các bạn, cái loại dây này sang cũng có xài ha. Nhà mình uống những cái cây mà theo ý mình á, làm dạng bonsai á, cái bàn chải mà để mình chà cái cước mà bằng sắt á nè, cái này phải không ta? Đó đúng rồi đó, lấy đi, lấy lại hai cái đi. Thôi một một cái thì nó báo ba cái đó anh. Này chắc đồng 75 sen đó. Cái này chà mà để mẹ rửa rửa cái nền nhà đó, cái này có dài hơn chút nữa không anh? Không. Không thấy đâu, có vậy mà. Cần lấy dù phá. Hết luôn đi. Bảo quản. Muốn gì? Là cái gì? Vô bông cũng làm. Cái này là cái đồ máng ở sau cái xe mình nè, cái yên xe mình nè các bạn. Còn cũng mua một cái để dành máng cái bắt phạt tụi nhỏ với lại máng cái bình nước rồi đó. Ủa con này 12 đồng luôn á. Muốn không? Thôi thôi mua về để đầy nhà hết trơn à. Muốn phải quen thì ba mua cho một con. Mua về chị hai không có nó là sao? Hay là muốn con này? Thôi, đi con này đi. Dẹp cái con này đi. Dẹp con này. Mình thích con màu xanh thôi. Chị hai mình thích con này nè Bảo. Thôi, mua về để đầy nhà hết. Mua về thôi, không nói con đi, kệ nó đi. Một lần này thôi. Mẹ mới nói nè hả, Bảo nó thường lớn lớn chút xíu nữa mẹ cái thú nhà bông mẹ đem đi, mẹ cho đồ này hết. Thường thích con nào ta? Để đầy nhà hết. Thường thích thích cái gì thích 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 cái gì ồ có khủng long con gái kia nữa. Khủng long gái màu hồng kìa, mà thôi đừng có mua, để chừng nào chị Thường đi chị Thường mua, để chừng nào Thường đi Thường lựa, nay mai vẫn Thường đi cho Thường lựa, đừng có mua lỡ Thường không thích. Hay là mua con này lại cho Thường nè. Mua con gì cũng thích hết trơn trời. Rồi được rồi, không mua nữa, đủ rồi. Cảm ơn ba chưa? Cảm ơn ba. Ừ. Mua về mà để vài bữa là chán là để đầy hết trơn. Mẹ nói không nghe. Phượng thì cũng hà tiện lắm, ít có mua cái đồ lung tung để tùm lum. Làm xài, rất đó xài. Thôi có móc nè, đây mẹ kiếm móc mua được á. Có chỗ nữa thôi. Thôi chỗ. Mua được món đồ chơi vui không? Chỗ này em không thích không? Giờ đi kiếm cái bằng kiếm cái đồ rửa chén cái đi. Đây nè. Cái rửa chén là đó hả? Ai biết đâu. Muốn nè. Cái này từ đâu làm đây? Của sư phụ làm. Nếu mà không có thấy có cái này xài này không? Không xài đó đâu. Cái loại kia mình hay mua giờ không thấy bán nữa ha. Cái loại thôi, của... cái đó nó cứng tay lắm. Không thấy cái loại kia nữa hả ta? Cái này không được, cái kia không được. Mấy chị mà coi chắc mấy chị nói nhỏ này chắc nó cũng kén lắm này. Cái này không được, cái kia không kén được, không. Cái nọ không được, kén quá. Hung dữ lắm.
À, cái này không được, cái này không phải. Như cái đó đó, coi phải không? Đây, không coi. Phải, cái loại này nè, cái loại ngoài này nè, nhưng mà cái loại trong không có. Cái loại ngoài á. Bụng của ổng không? Thôi, thôi sợi đi bữa nào đi. Bữa nào có thì mua ở nhà cũng còn, bữa hổm em với mẹ đi chợ Việt Nam mua cũng còn anh ơi. Nó này nó hung lắm. Hung chồng mỗi đêm. Đồ cho vui thôi nha các bạn. Đó, rồi không có gì thôi đi luôn đi anh ơi. Cái này máng mấy cái đồ trong sân giữa nè. Mấy cái túi nè, đựng quần áo. Nó bảo là có một cái ôm hoài luôn kìa. Nè mấy chai này refill đồ để bơm nè. Nó cũng lòng một khoái rồi, hết vậy rồi. Nè có bằng chải. Khu này là mấy cái bằng chải bằng mũ, không có bằng sắt. Các bạn mình có cần móc không? Trong đây họ bán móc nhiều lắm nha. Ô, cái móc này cứng nè sao? Móc này là bằng nhôm á các bạn. Cứng nè, cái loại móc này cứng nè. Cái mặt tụt rồi, móc cho con này nữa. Móc đồ chơi. Chơi bảo luôn. Đồ đóng đúng rồi. Rồi thôi đi tiếp đi. Nó là đó. Thấu vô đồng gieo một cái. Rồi thôi ra tính tiền ra về đi ba, đủ rồi. Đừng dòm nữa. Đó. Đây, các bạn mình thấy mình quay video hay cầm mấy cái xịa xịa đó. Ở đây sò có bán nha các bạn. 300 là như chắc đồng 2 đồng mấy. Mấy cái xịa này nè, ở đây sò có bán. Việt Nam á. Cái này của Việt Nam mình nhập qua các bạn, thỉnh thoảng thì mình mới thấy thôi nha. Mấy đồng quên mất tiêu rồi. 300 á, số 300 đó em. 300 coi thôi. 300 để Phượng coi coi, 4 đồng 25 sen cho một cái xịa đó. 4 đồng 25 sen nha. Mấy chị ơi, mấy chị, cái xịa này là 4 đồng 25 sen nè. Đó. Thấy khi thấy mình quay video đó, mình hay cầm cái xịa đó là mình mua đây, với lại lúc trước mình đi dưới lót mình mua, mấy cái xịa lớn lớn là mình đi dưới lót mình mua á. Vô đây mấy cái đồ linh tinh là thấy hồi là muốn mua. À thôi bỏ luôn con này lại luôn đi. Ờ à, hả? Bỏ luôn con mèo lại luôn đi. Bảo không? Rồi chút chút về nha. Lấy hai lóc lên. Thấy con cục rồi lại xuống sao kiếm thôi. Cái mì này. Rồi bây giờ mình ra tính tiền ra về. Rồi lấy cái túi này đi. Rồi bỏ này lại đi, cái này nó lấy nãy nè. Rồi tiền mặt trả đi. Nó ra tới đây là nó hết rồi, nó nóng rồi. Chưa hết, chưa hết. Cái này đi, có muốn đi qua bên kia đi. Đi. Nè, nắm tay mẹ đi, cho ba đi qua bên kia đi con. Cho ba đi cất đồ cái, để ba đi cất đồ, đi theo mẹ đi qua đây nè. Video chia sẻ của gia đình An Tánh Cali đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Các bạn xem kênh An Tánh Cali thấy chia sẻ của mình hay hữu ích, hãy cho mình một cái like, một cái đăng ký kênh và đừng quên ấn cái chuông bên phải nha. Để mỗi khi mà kênh An Tánh Cali phát video lên thì cô chú, anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Gia đình An Tánh Cali xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn mình thật là nhiều sức khỏe nè, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Một lần nữa Phượng cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này của gia đình mình luôn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Bye bye, thank you.